Thưa quý vị và các bạn, tối hôm qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 đã tổ chức lễ bế mạc và trao giải. Đài phát thanh truyền hình Quảng Trị có 4 tác phẩm tham gia ở các thể loại và có 3 tác phẩm đạt giải, trong đó có 1 huy chương vàng hạng mục chương trình phát thanh trực tiếp. Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 năm 2022 được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 2 đến ngày 7 tháng 8. Trong số 203 tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo, có 65 tác phẩm thuộc thể loại phóng sự, 37 phỏng vấn, 11 câu chuyện truyền thanh, 57 chuyên đề phát thanh, 33 kịch truyền thanh và 34 chương trình phát thanh trực tiếp. Ban tổ chức đã lựa chọn và trao 187 giải thưởng, gồm một giải đặc biệt, 28 giải vàng, 58 giải bạc, 71 giải đồng, cùng nhiều giải khuyến khích và các hạng mục giải thưởng khác cho các tác phẩm xuất sắc nhất. Đối với những người làm phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị, đây cũng là một kỳ liên hoan thành công với những tác giả, tác phẩm xuất sắc được vinh danh mang về cho Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị một giải vàng thể loại phát thanh trực tiếp với tác phẩm Đường Tránh và Người Tránh của nhóm tác giả Hải Anh, Linh Xuân, Đình Giáo, Thể An, Như Hòa, Vĩnh Lộc, Khoa Huân. Một giải bạc ở thể loại chuyên đề với tác phẩm Những tiếng nổ đem lại hòa bình cho đất của tác giả Lâm Thị Hành, Nguyên Bảo, Vĩnh Lộc, Như Hòa, Tà Hưng, Thải Hiền, và một giải khuyến khích với phóng sự Đi tìm nhau của nhóm tác giả Tân Lâm, Lâm Hành, Vĩnh Lộc, Thải Hiền. Nhân sự kiện này, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn qua điện thoại với nhà báo Lâm Hành, trưởng phòng văn nghệ chuyên đề Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị, là thành viên trong đoàn tham gia liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 đang ở thành phố Hồ Chí Minh trở về Quảng Trị. Có thể nói rằng qua rất là nhiều kỳ tham gia liên hoan phát thanh, thì trong cái kỳ liên hoan phát thanh lần thứ 15 năm 2022 lần này thì Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị đã có những cái tác phẩm được ban giám khảo đánh giá rất là cao về mặt đề tài và cách dàn dựng, cách kết cấu chương trình. Đặc biệt trong đó là chương trình phát thanh trực tiếp với đề tài là Đường Tránh và Người Tránh thì được ban giám khảo đánh giá rất là cao, với một cái cách dàn dựng đơn giản nhưng mà đầy thuyết phục về đề tài cũng như là về cách dàn dựng, đặc biệt là khách mời và các cái điểm cầu thì thực hiện rất là tốt. Và với cái đề tài Đường Tránh và Người Tránh, nói về cái vấn đề mà Quảng Trị chưa có một con đường tránh cho thành phố Đông Hà. Với cái đề tài này thì khi mà chương trình được đưa lên mạng xã hội thì cái độ tương tác rất là cao, người theo dõi và người chia sẻ rất là nhiều. Đây là một cái đề tài đã nhiều năm rồi nhưng mà nhóm tác giả đã có một cái cách khai thác, một cách tiếp cận đề tài và nó đi vào cuộc sống, nó rất là thuyết phục. Và đặc biệt thì khách mời đã tạo được một cái sự thuyết phục rất là cao đối với hội đồng ban giám khảo, và chương trình đã được trao giải vàng. Thì tôi thấy đây là một cái niềm vui cũng như là một cái sự đáng tự hào của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị, và khẳng định được rằng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị đã có những cái bước tiến trong cái việc mà thực hiện chương trình phát thanh nói chung và chương trình phát thanh trực tiếp nói riêng. Và đối với ban giám khảo thì cũng đã đánh giá Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị là một trong những cái đơn vị mà rất là kiên trì với cái thể loại phát thanh trực tiếp và càng ngày càng có một cái đồ chỉnh hơn về mặt nghiệp vụ trong thực hiện chương trình phát thanh trực tiếp. Và qua tham gia tại liên hoan phát thanh lần này thì các ekip thực hiện chương trình cũng đã học hỏi được rất là nhiều kinh nghiệm từ các đài bạn để mà có thể làm được những cái chương trình phát thanh hay hơn để cho những cái kỳ liên hoan sau, cũng như là để góp phần nâng cao chất lượng các chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Kính thưa quý vị và các bạn, một trong những yếu tố tạo nên thành công của chương trình là khách mời chính của chương trình. Ở chương trình phát thanh trực tiếp, Đường Tránh và Người Tránh đã mời đồng chí Hà Sĩ Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, khách mời chính của tác phẩm. Với tư cách là một đại biểu Quốc hội, là một cán bộ lãnh đạo cao cấp của tỉnh, khi tham gia phỏng vấn tại chương trình, với sự tường tận sự việc, với trọng trách đang đảm nhận, đồng chí Hà Sĩ Đồng đã tạo được dấu ấn với thính giả và chinh phục được ban giám khảo khi đã mang được tiếng nói cử tri và những trăn trở của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị về một vấn đề nhức nhối và gây nhiều bức xúc tại địa phương lên làn sóng của đài quốc gia. Tôi cũng rất là vui mừng và tâm đắc cái trách nhiệm
của Đài Truyền hình Quảng Trị và cái tổ ekip làm chương trình là rất tâm huyết, trách nhiệm, là cái cầu nối giữa cử tri với đại biểu Quốc hội với chính quyền các cấp để làm rõ những cái vấn đề mà cử tri, người dân đang còn bức xúc, để phản ánh kịp thời đến Quốc hội, đến chính phủ, cũng như làm rõ những cái nguyên nhân, những cái vấn đề mấu chốt, những cái tồn tại trong cái thể chế của chúng ta trong cái giai đoạn hiện nay. Cũng không phải vì cái giải vàng, nhưng vì cái trách nhiệm, vì cái chương trình, vì thính giả nghe đài, và với cái tinh thần xây dựng và thẳng thắn để làm sao đó các cấp các ngành thấy được những cái tồn tại, những cái hạn chế, những cái lãng phí, những cái mất mát, những cái đau thương của người dân đang hàng ngày, đang hàng giờ mong chính quyền các cấp phải vào cuộc. Đối với tôi thì là cùng một lãnh đạo của Ủy ban tỉnh, là một đại biểu Quốc hội, tôi nhận được cái kịch bản và với cái chủ đề như vậy, tôi hoàn toàn đồng tình và tôi đánh giá cao và tôi cũng sẵn sàng để đồng hành cùng với chương trình làm sao đó đưa cái tiếng nói của cử tri lên diễn đàn một cách nó hiệu quả, một cách nó thiết thực. Và sau cái chương trình này thì tôi cũng hy vọng rằng Quốc hội, Chính phủ sẽ có một cái cách nhìn đúng đắn và có những cái trách nhiệm phải ra soát lại trong cái lĩnh vực đầu tư công. Nó phải phù hợp, phát huy được cái hiệu quả và đáp ứng được cái nguyện vọng mong đợi của người dân. Và trong thời gian đến thì chúng tôi cũng mong rằng đài phát thanh và truyền hình và những người làm chương trình tiếp tục đồng hành với cử tri và đại biểu Quốc hội, với chính quyền các cấp để phản ánh kịp thời, truyền tải những cái thông điệp hay, có ý nghĩa, có chất lượng và phân tích kỹ và rõ những cái mấu chốt, những cái vấn đề mà chưa tìm ra cái lối đi để định hướng trong cái công tác tuyên truyền, cũng như thôi thúc những người có trách nhiệm, những cái cơ quan hữu trách phải vào cuộc một cách quyết liệt, đáp ứng được cái sự mong đợi của nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 năm 2022 là một sinh hoạt chuyên môn đỉnh cao của những người làm báo nói toàn quốc đã khép lại, với những dấu ấn của sự đam mê với nghề của những nhà báo đài phát thanh truyền hình Quảng Trị. 3/4 tác phẩm tham gia liên hoan thi đã có 3 tác phẩm đạt giải, 1 giải vàng, 1 giải bạc và 1 giải khuyến khích. Đây là thành quả cho những nỗ lực không mệt mỏi của các tác giả, nhóm tác giả của đài phát thanh truyền hình Quảng Trị.